thanh niên bật tốc biến và có pha tán gái đi vào lòng đất. Nhìn ba người này ngồi có vẻ chán đời thế nhỉ? Có cần rắc thêm tí muối cho không khí bớt căng thẳng không hả? Ê ê, đừng nói mày là cướp giật nhá. Hold up. Ready? Mày bị điên à? Ủa là sao? Sao mà lác quá vậy? Thanh niên này chắc có vấn đề thật rồi. Tự dưng lấy đà rồi nhảy qua đầu con gái nhà người ta. Chả lẽ đây là trên tán gái mới hả mọi người? Yeah, boy. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Ây ây, quay lại chịu trách nhiệm đi. Chứ thấy cô gái cũng khoái lắm rồi kìa.